ôm kể chuyện vịt con xấu xí. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, cá bơi lội tung tăng dưới nước, nhưng trên bờ vịt mẹ lại đang rất lo lắng. Mấy đứa con của mình vẫn chưa chịu chui ra khỏi vỏ. Bất chợt mấy quả trứng khẽ động đậy. Ba chú vịt con xinh xắn chui ra khỏi vỏ. Riêng quả trứng to nhất hay được mẹ chú ý thì vẫn không chịu nứt vỏ. Có chuyện gì xảy ra chăng? Và rồi cuối cùng trứng cũng nở. Một chú vịt con to lớn hơn hẳn các anh chị em khác. Lông xám xịt hiện ra. Vịt con xấu xí. Mẹ, mẹ, cạp, cạp, cạp. Vịt mẹ ngỡ ngàng nhìn các con và lắc đầu khẽ nói. Sao con không giống các anh chị của con nhỉ? Nhưng không sao, con vẫn là con của mẹ. Mẹ sẽ vẫn yêu thương con mãi mãi. Khi đám vịt con đã cứng cáp, vịt mẹ dẫn đàn con đi chơi ngoài hồ. Vịt xám rất buồn vì nó không giống ai trong nhà hết. Và đi đến đâu cũng bị mọi người cười cợt và chọc ghẹo. Ơ, con gì mà xấu quá đi. Chắc không phải là con vịt đâu. Ha 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 ha. Vịt xám nghe được thì rất buồn và lầm lũi bỏ đi. Đi được một đoạn thì vịt xám gặp vợ chồng bác gà. Vừa thấy vịt xám, bác gà hét lớn. Đồ nhóc con xấu xí, đến đây làm gì? Trời ơi, xấu quá đi, xấu đau cả mắt à. Ơi, cút nó đi, cút nó đi. Xì 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 xì. Vịt xám nghe buồn lắm, khóc hu hu hu. Em xin lỗi đã làm mọi người bị la chung. Em không thể ở lại được nữa. Mọi người ở lại phải nhớ chăm sóc mẹ nha. Nói xong, vịt xám khăn gõ ra đi. Đi mãi, vịt xám đến một hồ nước lớn. Ở đó có một đoàn thiên nga rất đẹp đang bơi tung tăng. Sợ sẽ bị chọc ghẹo, vịt xám e dè né sang một bên. Nhưng thiên nga đầu đàn thấy vậy liền kêu lớn. Bạn thiên nga xinh đẹp kia ơi, lại đây bơi chung với tụi mình nè. Vịt xám nghe vậy thì rất lạ. Ai là thiên nga? Bất chợt vịt xám nhìn xuống mặt hồ, chú ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa. Trên mặt nước không phải là chú vịt con xấu xí, mà là một chàng thiên nga đẹp đẽ trẻ trung. Chàng thiên nga kiêu hãnh vươn cao cái cổ thon dài bơi ra giữa hồ và chơi đùa cùng bầy thiên nga. Mình chính là thiên nga xinh đẹp chứ không phải vịt con xấu xí. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ nha, đừng chê bai người khác chỉ vì họ khác chúng ta nha. Mọi người đều phải biết yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.